Và con xin có ý kiến một chút nhé. Đoàn mình khi nghe thuyết minh thì các cô, các chú, các anh chị vui lòng là không làm việc riêng. Mình hãy nghe thuyết minh và chút nữa sau đó thì mình sẽ chụp ảnh sau. Bởi vì mình đến điểm di tích nào, mình nghe được cái nội dung của điểm đến, mình mới thấy có ý nghĩa về trong chuyến đi đó. Nên là con mong là nhà mình sẽ hợp tác với con như vậy. Dạ vâng, xin thưa với đoàn. Trước khi thuyết minh tại di tích Hầm Đờ Cát, hướng dẫn viên sẽ được làm quen với đoàn một chút. Biết rằng đoàn mình đến với Điện Biên Phủ từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Thế còn hướng dẫn viên có tên là Ngô Lai và đến từ Ứng Hòa của Hà Tây cũ, chứ không phải người dân tộc Thái của tỉnh Điện Biên. Hiện nay con đang là hướng dẫn viên của Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên. Rất vinh dự được đồng hành cùng với các cô chú, các anh chị trong buổi chiều hôm nay trên di tích Hầm Đờ Cát. Xin kính chúc cả đoàn có một chuyến tham quan đầy thú vị, ý nghĩa trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng ạ. Xin thưa với các cô chú, các anh chị, chúng ta đang có mặt tại Hầm Đờ Cát. Và Hầm Đờ Cát là tên thường gọi của nhân dân địa phương để chỉ ra rằng đây là nơi làm việc của Bộ Chỉ huy Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, trong đó có vị tướng Tổng Chỉ huy Đờ Cát Tơ Ri. Hầm Đờ Cát được đặt ở vị trí trung tâm và nằm sâu dưới lòng đất, được xây dựng ưu tiên với các loại vật liệu vô cùng vững chắc. Mái hầm ở trên được lợp bằng những tấm thép uốn sóng. Trên nóc hầm lúc bấy giờ còn có những thân cây và bao tải cát nữa. Thế còn ở phía dưới là những tấm ghi dày cùng với phiến gỗ tròn đây. Những phiến gỗ tròn này do quân Pháp giữ nhà phá bản dân ta mang về. Khi Đờ Cát và bộ chỉ huy của Pháp sống tại đây thì trên trần hầm và tường, chúng được áp thêm những tấm gỗ có căng vải rù để tránh bụi và chống ẩm. Hầm Đờ Cát có hai cửa, một cửa vào hướng đông, một cửa ra là hướng nam, với chiều dài của hầm 20m, rộng 8m, được chia thành 4 ngăn. Ngăn đầu tiên của Hầm Đờ Cát ở phía bên trái lối vào, nghĩa là phía bên đó, là nơi làm việc của Thiếu tá Lê Út và Đại úy Mê Hay, hai tham mưu phó của tập đoàn. Thế còn bên phải lối vào, nơi hướng dẫn viên đang dừng chân, đây chính là nơi làm việc của Trung tá Pidot, chỉ huy pháo binh của Pháp. Nếu cô chú anh chị đã biết về Trung tá Pidot thì biết rằng ông ta bị cụt một cánh tay trái trong một trận chiến tại Ý vào năm 1943, nhưng vẫn được giữ lại trong quân đội bởi những kinh nghiệm và chuyên môn rất giỏi của ông ta. Khi nhà bộ trưởng các quốc gia liên kết Mark Jacque lên thị sát Điện Biên Phủ đã gợi ý với Trung tá Pidot rằng sẵn sàng chi viện thêm pháo, Pidot có cần lấy thêm pháo không, thì ông ta đã từ chối, thậm chí lại còn huênh hoang ngạo mạn tuyên bố rằng pháo binh ở Điện Biên là quá mạnh rồi, nếu pháo binh Điện Biên tấn công vào đây, tôi xin lấy danh dự thề rằng chỉ cần 5 phút sẽ khóa họng pháo Việt Minh lại. Thế nhưng trong đợt tấn công thứ nhất của chúng ta vào cứ điểm Him Lam, chỉ sau hơn 5 giờ chiến đấu, ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm này. Lúc này Pidot rất bất ngờ, không hiểu vì sao pháo binh của Việt Minh ở đâu ra mà lại nhiều mạnh đến như vậy. Xấu hổ với lời nói huynh hoang của mình, đồng thời sợ bị khiển trách, vì vậy mà Pidot đã tự sát bằng một trái lựu đạn trong căn hầm chỉ huy pháo binh ở phía bên kia đầu cầu Mường Thanh vào đêm ngày 15 tháng 3 năm 1954. Sau khi Pidot tự sát để trấn an tinh thần binh lính Pháp lúc bấy giờ, Đờ Cát đã cho lấp ngay căn hầm chỉ huy pháo binh ấy, đồng thời đã báo cáo với hai chỉ huy của ông ta, Napa và Cogni, rằng Pidot đã hy sinh trên trường danh dự. Vâng, con xin mời. Xin kính thưa cô chú, các anh chị, ngăn thứ hai của di tích Hầm Đờ Cát, đây chính là nơi làm việc của cơ quan yểm trợ không lực do thiếu tá Lê Thanh chỉ huy. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1954, pháo cao xạ của chúng ta hoạt động mạnh đã hoàn toàn làm chủ bầu trời Điện Biên Phủ và cắt đứt được đường băng sân bay Mường Thanh. Chính vì vậy mà không một máy bay nào của Pháp có thể hạ cánh được để tiếp tế nữa. Chính vì vậy mà máy bay của chúng đã phải bay cao trên 2.000m để thả du hàng. Hơn nửa số du hàng ấy đã rơi lạc vào trận địa của chúng ta. Vô tình ta đã
lược Pháp tiếp tế rất nhiều lương thực và đạn dược trong chiến dịch này. Quá cay cú với những thất bại liên tiếp tại chiến trường Điện Biên Phủ, 14 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1954, Đờ Cát đã huy động 4 máy bay Dakota ném bom vào trại tập trung Nong Nhai, cách đóng chảo Điện Biên Phủ khoảng 4 km về phía nam. Khi ấy ở trong bản đang diễn ra một đám tang, đưa một người xấu số, vậy là 444 người dân vô tội hôm ấy đã bị sát hại, trong đó đa số là phụ nữ, người già và trẻ em. Một cảnh tượng đau thương kinh hoàng đã hiện ra trước mắt, đâu đó những tiếng gào khóc, bố ơi, mẹ ơi, chết hết rồi. Đó chính là một ngày đau thương nhất của nhân dân Điện Biên Phủ trong chiến dịch này. Và để tưởng nhớ tới những người dân vô tội đã bị sát hại ngày hôm ấy, tỉnh Điện Biên đã xây dựng khu hận thù Nong Nhai. Ở đó có một hình tượng một người mẹ đang bế một em bé còn rất nhỏ nhưng đã bị chết ở trên tay mình. Vô cùng đau xót. Vâng, con xin mời. Lại là vẫn nguyên xin của con hết à? Và những vòng thép 46 người đây là của nó đây. Mời, xin mời. Mày di chuyển vào trong giúp con đấy ạ. Cái dòng đây là của mình. Dạ vâng, xin thưa với các cô chú, các anh chị, ngăn thứ ba của di tích hầm Đờ Cát, trong hai ngăn phòng này, một phía bên kia, một phía bên này, sẽ có một phòng là nơi làm việc của tướng Đờ Cát Tơ Ri. Theo như cảm nhận của các cô chú, anh chị, nó sẽ là ngăn phòng nào đây ạ? Đây. Vâng, bên đấy ạ. Chưa có ai chỉ bên này đúng không ạ? Vâng, có ba người chỉ bên đấy theo như quan sát của con. Thế còn các cô chú, các anh chị còn lại mình chưa dám chỉ ạ. Cứ chỉ vừa đi ạ. Vâng, và mình sẽ năm ngón tay ạ, năm hướng kiểu gì cũng phải trúng một phòng. Không bên nọ thì bên kia đúng không ạ? Vâng. Xin chân thành cảm ơn, nhưng rất tiếc phía bên đó không phải là nơi làm việc của tướng Đờ Cát Tơ Ri, còn phía bên đó lại là nơi làm việc của tham mưu trưởng Gander, mà đây là căn phòng kém may mắn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bởi chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 56 ngày đêm và chính phủ Pháp phải thay 5 lần tham mưu trưởng do mất tinh thần trước sức tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam và đã phải trở về nước. Thế còn đây là nơi làm việc của tướng Đờ Cát Tơ Ri. Đờ Cát Tơ Ri, họ tên đầy đủ của ông ta có ai ở trong đoàn mình nắm được không ạ? Họ tên của Đờ Cát khá là dài ạ. Vâng, họ tên của Đờ Cát sẽ là Christian Mary Ferdinand de la Dora de Castelli. Vâng, khá là dài. Ông ta sinh ngày 11 tháng 8 năm 1902 trong một gia đình quý tộc tại Paris, nước Pháp và đã lên Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 12 năm 1953, nhận chức chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với quân hàm đại tá. Lúc này rất nhiều các sĩ quan Pháp Mỹ đã đặt cho nước Pháp một câu hỏi rằng tại sao chỉ huy một tập đoàn quân sự quan trọng bậc nhất Đông Dương lại trao quyền chỉ huy cho một vị đại tá như vậy? Thì Nam Ba đã trả lời rằng cả tôi và cô Nhi đều không trông nom mà giết người. Chúng tôi không lấy gì sung bái những ngôi sao cấp tướng và tôi tin không ai làm tốt hơn Đờ Cát. Sở dĩ Đờ Cát được sự tin tưởng tuyệt đối của Nam Ba và cô Nhi bởi ông ta được sinh ra trong một dòng tộc có truyền thống làm binh nghiệp và trong dòng họ của Đờ Cát đã có người giữ tới chức thống chế Bộ trưởng Hải quân Pháp. Đờ Cát là người có tài, dũng cảm, gan dạ, rất thông minh và ưa mạo hiểm. Ông ta từng là một sĩ quan kỵ binh, ngoài ra có cả bằng lái máy bay dân dụng. Đờ Cát đã hai lần đoạt giải vô địch thế giới môn đua ngựa nhảy cao, nhảy xa vào năm 1933-1935. Thường ngày, Đờ Cát luôn đội một chiếc mũ cano màu đỏ, quàng chiếc khăn quàng rực rỡ thể hiện tính phóng khoáng và hiếu chiến của mình. Thế nhưng trong một trận phục kích, Đờ Cát đã bị thương nặng, gãy chân, phải hồi hương để chữa bệnh. Và sau trận thương ấy, Đờ Cát đã luôn mang bên mình một chiếc gậy ba to với một dạng đi cầm tiện. Các bác ơi, có vấn đề gì không ạ? Các bác ơi, quá cảm ơn các bác không nói chuyện giúp con với nhé. Vâng, mình có gì chút nữa thì hỏi con sẽ trả lời cho. Dạ vâng, thưa quý đoàn, vào ngày 15 tháng 4 năm 1954, khi chiến sự Điện Biên Phủ rơi vào giai đoạn gay go và ác liệt nhất, chính phủ Pháp quyết định thăng cấp tướng cho Đờ Cát và thăng quân hàm cho một loạt sĩ quan tùy tùng của Pháp tại Điện Biên Phủ để lên dây cót tinh thần cho chúng. Thế bà cô Nhi đã điện thoại chúc mừng Đờ Cát, ông ta đã nói rằng: "Tôi đã gửi lon thiếu tướng cùng 200 chai rượu cô nhắc và đồ mừng cho ngài." 52 nhà báo đang tập trung tại Hà Nội để theo dõi, cả nước Pháp đang chờ tin thắng trận của ngài. Nhưng chớ trêu cho Đờ Cát rằng, dù hàng có lon thiếu tướng ấy đã bị thất lạc, không cam chịu số phận hầm hưu của mình, tại đây Đờ Cát đã ra lệnh cho binh lính có những mảnh thiết từ đồ lon vào hộp thành một ngôi sao cấp tướng để đeo tạm. Thế còn rượu cô nhắc đã được thay thế bởi các loại rượu khác dứt lệ khi chạm cốc chúc mừng.
Và khi các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta tấn công vào đây, các gian phòng trong hầm vẫn sáng choang ánh điện, hầm chất đầy bánh mì, sô-cô-la, đồ hộp và trên bàn của Đờ Cát lúc 7 giờ vẫn la liệt những chai rượu đang uống dở ngổn ngang cốc chén. Đờ Cát vẫn ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ ca lô đỏ, trong bộ quân phục mùa hè ngắn tay màu vàng nhạt, trên ngực ông ta vẫn đeo một cặp huân chương. Thế nhưng vị chỉ huy có dáng dấp giống một vị hoàng đế La Mã ấy, này đã không giữ được vẻ ngang tàn hống hách như trước kia nữa, mà cùng với 20 sĩ quan tùy tùng của ông ta phải theo lệnh của đại đội trưởng Tạ Quốc Luận ra khỏi căn hầm Đờ Cát giữa hai hàng họng súng của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi bắt sống tướng Đờ Cát tại đây, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn, đại đoàn 312 đã điện về sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm tại khu rừng Nguyên Sinh Bường Căng báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay lập tức đại tướng đã ra lệnh mang ảnh của Đờ Cát ra để đối chiếu, đồng thời chúng ta phải kiểm tra quân hàm chữ ký đề phòng pháp cháo chỉ huy. Sau khi xác định chính xác, tin bắt sống tướng Đờ Cát đã được lan đi khắp chiến trường trong tiếng reo hò vang dậy của những đại đoàn quân chiến thắng. Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho các đại đoàn trước khi tham gia chiến dịch đã được vác cao trên nóc hầm Đờ Cát tung bay giữa chiều hè tháng 5 lịch sử, báo hiệu giờ chiến thắng sắp tới. Sau đó, chúng ta đã truy quét số tàn binh rút chạy sang Lào, chiếm nốt các cứ điểm còn lại. Đúng 24 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, quân và dân ta đã giành hoàn toàn thắng lợi. Và sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn bộ tù binh của Pháp được ta đưa về trại giam Thanh Hóa. Riêng Đờ Cát và 20 sĩ quan tùy tùng của ông ta đã được đưa về trại giam Na Hang, Tuyên Quang. Ngày 3 tháng 9 năm 1954, Đờ Cát đã được trả tự do tại trại giam Việt Trì, Phú Thọ. Ông ta đã được thả nhờ hưởng chính sách khoan hồng của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau trận chiến Điện Biên Phủ, Đờ Cát còn tham gia một trận chiến tại Algeria năm 1959. Ông ta đã hồi hương và khi hòa bình lập lại, ông ta có một nguyện vọng sang Việt Nam lên thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ. Nhưng nguyện vọng của Đờ Cát không thực hiện được bởi chính sách Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ chưa mở cửa. Thế và vào năm 1991, Đờ Cát đã qua đời tại Paris, nước Pháp, khi đó ông ta 89 tuổi. Và để thực hiện nguyện vọng của cha mình, năm 1994, con gái Đờ Cát đã có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ.